Xin chào anh em, hôm nay tôi sẽ chia sẻ với anh em lý do tại sao các sếp, các lãnh đạo lại thích dùng điện thoại cục gạch Vertu như thế này, không có chức năng vào mạng hay là không có chức năng quay phim, chụp ảnh, selfie gì cả. Tại sao các sếp lớn, các lãnh đạo, các leader lại thích dùng điện thoại Vertu rất là đơn giản như này. Thứ nhất là ví dụ như là các sếp ở trong công an chẳng hạn, ví dụ như các anh em làm ở trong lĩnh vực công an thì đặc biệt thích dùng điện thoại Vertu là bởi vì Vertu nó có một độ bảo mật rất là tốt, nó không thể cài các phần mềm gián điệp vào được. Và thứ hai là chiếc điện thoại Vertu là một chiếc điện thoại nghe gọi rất là đơn giản. Và thứ ba là chiếc điện thoại Vertu rất là đẹp. Thứ tư nữa là anh em trong công an thích dùng Vertu bởi vì là Vertu là thương hiệu điện thoại xa xỉ và đẳng cấp bậc nhất trên thế giới rồi. Và những sếp, những anh em mà có quyền lực thì khi mà cầm điện thoại Vertu trong tay này thì chắc chắn là sẽ được người khác kính nể. Thứ hai, các anh em lãnh đạo thứ hai đó là các sếp, các chủ doanh nghiệp, những người làm kinh doanh, người ta rất là thích dùng Vertu bởi vì cũng đơn giản thôi. Thứ nhất là bởi vì là Vertu không thể cài phần mềm gián điệp được, vì thế nên là anh em mà có cặp bồ hoặc là anh em mà có vợ hai, vợ bé, vợ nhí thì yên tâm không bao giờ bị lộ thông tin, bởi vì Vertu là chiếc điện thoại an toàn và bảo mật nhất trên thế giới. iPhone tuy là cái hệ điều hành iOS nó rất là an toàn bảo mật nhưng vẫn bị cài phần mềm gián điệp một cách bình thường. Tuy nhiên là Vertu là chiếc điện thoại không thể cài được phần mềm gián điệp. Và tất nhiên rồi, các anh em doanh nhân, các anh em chủ doanh nghiệp khi mà cầm điện thoại Vertu trong tay thì nó khác hẳn hoàn toàn so với cầm chiếc điện thoại Nokia đen trắng 1100 chẳng hạn, thì hai đẳng cấp này nó hoàn toàn khác nhau. Khi mà các anh em cầm điện thoại Vertu này thì không cần mất nhiều lời chứng tỏ mình là ai, chỉ cần cầm điện thoại Vertu này thôi là người ta biết đẳng cấp của mình thế nào rồi. Đấy. Tiếp theo nữa là tại sao anh em lại thích dùng điện thoại Vertu, bởi vì là khi mà anh em đã có nhà đẹp rồi, đã có ô tô rồi, đã có thu nhập nhiều tiền rồi và anh em muốn mua thêm một cái gì đó nó đẹp, nó trang trí cho bản thân mình và anh em muốn nâng cái tầm cuộc sống của mình lên đẳng cấp thế giới. Vertu là chiếc điện thoại đẳng cấp thế giới dành cho những giới thượng lưu, không phải ở Việt Nam đâu mà cả ở trên thế giới nữa. Vì thế nên là khi mà các anh em đã đạt được đến cái tầm cỡ có ô tô, có nhà đẹp, có thu nhập cao rồi thì đương nhiên là các anh em cần thêm một cái gì đó để tận hưởng cho những cái thành quả mình đạt được. Vì thế Vertu là một cái chiếc điện thoại rất là đáng khao khát, đóng mong chờ của tất cả những người đàn ông thành đạt. Nếu mà anh em mà đang có những cái điều kiện đó thì hãy dùng Vertu. Nếu mà anh em mà chưa có Vertu mà thấy bạn bè mình dùng Vertu thì điều đó là chứng tỏ anh em nên dùng Vertu rồi. Nếu mà anh em đã có ô tô rồi, đã có nhà đẹp rồi, đã có thu nhập cao rồi, có trên 30 triệu đồng một tháng nữa chẳng hạn mà anh em chưa có Vertu thì đó là những cái dấu hiệu mà anh em cần phải có cho mình một chiếc Vertu đẹp và đẳng cấp sang trọng như này. Và lưu ý đây là Vertu chính hãng nhé, các anh em đừng mua Vertu fake. Đây là Vertu chính hãng cũ và được làm mới lại, giá nó không hề đắt đâu, giá nó bây giờ chỉ có khoảng 20-30 triệu đồng một cái thôi. Tôi là San Vertu, tôi đã cung cấp Vertu 10 năm nay rồi và tôi đã giúp cho hàng nghìn người từ bình thường trở thành phi thường với những chiếc điện thoại Vertu đẳng cấp, đẹp và sang trọng như này. Nếu anh em có nhu cầu thì hãy liên hệ với tôi, và nếu anh em xem cái video này thấy hay và hữu ích thì hãy like và đăng ký kênh để cho những video tiếp theo tôi sẽ làm phục vụ cho anh em hay hơn. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.